Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình sẽ tham gia chức năng trong game đó là chức Dũng Quán Tam Quân. Thì cái chức năng này cũng vừa mới đổi mới phương thức tham gia. Khi mới vào nó sẽ cho bạn chọn đội hình. Gồm đội hình 1 là đội chủ lực, tức là khi vào trận sẽ dùng đội hình này. Đội thứ 2 là dự bị, là khi một con tướng nào đó trong đội hình 1 chết thì hiệp tiếp theo thì các con trong đội 2 sẽ thế vào con chết đó. Bên thần thú thì chỉ được chọn một con, chứ không phải là đội hình một con này, đội hình hai con kia. Vì đánh cái này chỉ dùng một đội hình, đánh chết thì thêm con khác vào thôi. Để hiểu thêm thì mình sẽ đi đánh vài trận là sẽ rõ ràng thôi. Bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go.
thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.